Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 8 năm 2024. Và trong chương trình Thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức sơ kết công tác thi đua cụm các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp báo về sự kiện Festival 100 năm Dừa Sáp và tuần lễ Du Lan Kháng Hội năm 2024. Chuyên đề nghe người dân nói phản ánh nỗi lo của người dân xã Long Vĩnh, huyện Dương Hải về tình trạng sạt lở ở ấp Dòng Bàn. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 8, tại tỉnh Trà Vinh, cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đến dự hội nghị có bà Đỗ Thúy Phượng, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương và lãnh đạo các tỉnh cụm thi đua Tây Nam Bộ. Về phía tỉnh Trà Vinh có ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Báo cáo cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, các tỉnh thuộc cụm thi đua Tây Nam Bộ hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, nhiều chỉ tiêu quan trọng thực hiện đạt trên 50% kế hoạch năm. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trong 6 tháng đầu năm của các tỉnh trong cụm tăng bình quân 6,38%. Một số tỉnh tăng trưởng cao như Trà Vinh đạt 10,27%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 6 cả nước. Tỉnh Hậu Giang đạt trên 8%, Cà Mau đạt gần 7%. Báo cáo còn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của toàn cụm ước đạt trên 55.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 6 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, các tỉnh trong cụm đã phối hợp triển khai thực hiện các chương trình dự án liên kết vùng như dự án xây dựng tuyến đường hành lang gian biển, thúc đẩy liên kết các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2 kết nối hai tỉnh Trà Vinh và Bến Tre. Dự án cầu Đại Ngãi nối hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Trong 6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua, mô hình, gương điển hình nổi bật cũng được các tỉnh tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sát thực tiễn. Ngoài ra, công tác khen thưởng của các tỉnh trong cụm cũng có sự chuyển biến tích cực, luôn được đổi mới và bám sát về tiêu chuẩn đối tượng theo quy định. Hội nghị đề ra nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024 là tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024, phấn đấu đạt và vượt so với nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Ngoài việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, các tỉnh trong cụm sẽ tập trung triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội thi đua yêu nước, hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, bà Đỗ Thúy Phượng, Phó trưởng ban thi đua khen thưởng Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm của cụm thi đua Tây Nam Bộ. Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, bà Đỗ Thúy Phượng đề nghị các tỉnh Tây Nam Bộ tập trung triển khai quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng. Đặc biệt, các tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. Ban thi đua khen thưởng Trung ương cũng đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai kế hoạch tổ chức đại hội thi đua yêu nước các cấp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 theo kế hoạch đề ra. Chiều hôm qua ngày 12 tháng 8, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp báo với hơn 30 cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh về sự kiện tổ chức Festival 100 năm cây dừa sáp và tuần lễ Du Lan Kháng Hội năm 2024. Festival 100 năm cây dừa sáp Trà Vinh và tuần lễ Du Lan Kháng Hội Quyền Cầu Kè năm 2024 là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Trà Vinh nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu, những giá trị đặc sắc của cây dừa sáp Trà Vinh, khẳng định sự quyết tâm của tỉnh đưa các sản phẩm chế biến từ dừa sáp ra thị trường thế giới, tạo điều kiện giao thương hàng hóa, kết nối cung cầu, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản và du lịch với mong muốn giới thiệu quảng bá tiềm năng, lợi thế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như tiếp tục bảo tồn giữ gìn và phát huy lễ hội Du Lan Thắng Hội tín ngưỡng của cộng đồng người Qua tại huyện Cầu Kè. Đây là lễ hội đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cũng theo ban tổ chức, Festival 100 năm cây dừa sáp Trà Vinh và tuần lễ Du Lan Thắng Hội huyện Cầu Kè năm nay diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, nhằm ngày 22 đến ngày 28 tháng 7 âm lịch tại huyện Cầu Kè. Với 12 hoạt động chính, trong đó có các hoạt động nổi bật như chương trình khai mạc Festival 100 năm dừa sáp Trà Vinh, hội thảo về cây dừa sáp, trưng bày các sản phẩm đặc sản trái ngon của tỉnh Trà Vinh, hội thi chế biến 100 món ăn ngon từ dừa sáp, tọa đàm du lịch Cầu Kè tiềm năng ven sông Hậu, chương trình khai mạc tuần lễ Du Lan Thắng Hội gắn với công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
chứng nhận lễ hội du lan thắng hội huyện Cầu Kè vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hội chợ thương mại, không gian ẩm thực và nhiều hoạt động thể thao tín ngưỡng khác. Phát biểu tại họp báo, ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh luôn đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí trong đời sống xã hội và mong muốn qua sự kiện này, báo chí sẽ góp phần hỗ trợ tỉnh tuyên truyền về chủ hoạt động của festival, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh đến với cả nước. Sáng nay ngày 13 tháng 8, Ủy ban Năng lượng thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Trà Vinh để trao đổi thông tin lĩnh vực năng lượng tại tỉnh Trà Vinh. Trao đổi với đoàn công tác Ủy ban Năng lượng, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cho biết, Trà Vinh hiện đã thu hút 11 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo với tổng quy mô công suất hơn 830 MW, tổng vốn đầu tư các dự án hơn 35.000 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án đã đi vào hoạt động, có 5 dự án đang triển khai. Trà Vinh đặt mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng sạch và an toàn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, và hiện nay tỉnh đang kêu gọi đầu tư 8 dự án điện gió. Khả năng phát triển điện gió gần bờ của tỉnh còn rất lớn với gần 6.000 MW. Tại đây, ngành chức năng tỉnh Trà Vinh và đoàn công tác đã trao đổi chia sẻ về các chương trình xúc tiến đầu tư, môi trường, chính sách tiềm năng và cơ hội đầu tư lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Trà Vinh. Cùng với việc thu hút đầu tư các dự án lĩnh vực năng lượng, Trà Vinh còn phát triển lĩnh vực kinh tế biển với các nhóm ngành như công nghiệp biển, khai thác nuôi trồng thủy sản và du lịch biển. Theo kế hoạch, thời gian tới, Ủy ban Năng lượng thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đến khảo sát thực tế tại các địa phương, khu kinh tế tỉnh Trà Vinh để kết nối tỉnh với các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo quy mô lớn. Hôm qua, ngày 12 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Tham dự lớp tập huấn có 30 đại biểu là cán bộ Hội Phụ nữ các huyện Châu Thành, Càng Long và thành phố Trà Vinh. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công, hướng dẫn cài đặt, sử dụng app Smart Trà Vinh, ứng dụng phản ánh hiện trường Trà Vinh, hướng dẫn tạo tài khoản Official Zalo, kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, thành lập nhóm Zalo, Facebook, chia sẻ cập nhật thông tin, cách đăng tải nội dung, hình ảnh video để truyền thông. Lớp tập huấn nhằm giúp các đại biểu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ công nghệ số trong đời sống, trong phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác hội, đặc biệt là trong sinh hoạt hội. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 15 tháng 8 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh sẽ mở thêm 2 lớp tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 cho Hội Phụ nữ các huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải, huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè và Trà Cú. Cũng trong ngày 12 tháng 8, Ban dân tộc tỉnh Trà Vinh tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 2 ngày. Các đại biểu được nghe lãnh đạo, vụ tổng hợp, Ủy ban dân tộc, Ban dân tộc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo 4 chuyên đề về chung tay chống rác thải nhựa vì một đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, vai trò trách nhiệm của tổ chức cá nhân đối với bảo vệ môi trường, công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ môi trường tại gia đình và cộng đồng dân cư, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, rác thải sinh hoạt trong vùng dân tộc thiểu số miền núi và phân loại rác thải tại nguồn. Lớp tập huấn nhằm giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm bảo vệ môi trường, góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế xã hội bền vững trong vùng dân tộc thiểu số, sẵn sàng ứng phó với sự cố môi trường, biến đổi khí hậu trong khu vực. Sáng nay ngày 13 tháng 8, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn xây dựng sản phẩm truyền thông, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice, chứng thư số cho cán bộ công đoàn năm 2024. Lớp tập huấn nhằm thông qua các hoạt động truyền thông để xây dựng và bảo vệ hình ảnh công đoàn là tổ chức của người lao động, cho người lao động và vì người lao động. Qua đây tranh thủ sự ủng hộ của cả hệ thống chính trị, người sử dụng lao động đối với công đoàn và hoạt động của các cấp công đoàn. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu, tiếp thu các chuyên đề về hướng dẫn thực hiện bản tin và phóng sự hoạt động công đoàn dùng trên mạng xã hội, hướng dẫn sử dụng phần mềm xây dựng sản phẩm truyền thông, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành iOffice, chứng thư số cho cán bộ công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, các vấn đề được trao đổi tại lớp tập huấn đều là những nội dung quan trọng, cần thiết đối với hoạt động truyền thông công đoàn và chuyển đổi số,
theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2023-2028. Trong 3 ngày 9, 10 và 11 tháng 8, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh đã tổ chức hội nghị tri ân và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gần 1.000 khách hàng ở huyện Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải. Đây là những hoạt động thường xuyên hàng năm của Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ ở Trà Vinh. Phát biểu tại các cuộc hội nghị, lãnh đạo Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh cho biết, trong suốt quá trình 28 năm hình thành và phát triển, Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hiện nay, Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh đã và đang phục vụ cho hơn 45.000 khách hàng. Riêng trong các chương trình này, Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh đã cam kết chi trả quyền lợi bảo hiểm ung thư và chăm sóc y tế cho nhiều khách hàng với số tiền hàng chục triệu đồng và thực hiện đáo hạn hợp đồng cho nhiều khách hàng khác. Đặc biệt trong các chương trình tri ân khách hàng lần này, Bảo Việt Nhân Thọ tỉnh Trà Vinh còn kết hợp với Bệnh viện Ung bướu Hà Nội tổ chức khám bệnh tầm soát ung thư và tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho gần 1.000 khách hàng ở huyện Tiểu Cần, thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải. Theo kế hoạch, trong năm 2024, Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh sẽ chi trả đáo hạn cho khoảng 800 hợp đồng với tổng số tiền dự kiến gần 60 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, Bảo Việt Nhân Thọ Trà Vinh đã thực hiện chi trả đáo hạn cho hàng trăm khách hàng với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Chiều hôm qua ngày 12 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ bàn giao nhà đồng đội cho gia đình đại quý quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Xây, hiện là nhân viên lái xe thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Căn nhà được xây dựng với quy mô cấp 4, có diện tích sử dụng trên 100m2 tại khóm 7, phường 8, thành phố Trà Vinh. Tổng số tiền xây dựng trên 150 triệu đồng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 vận động Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại cho gia đình đóng góp. Phát biểu tại lễ bàn giao, Thượng tá Trần Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 79 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội giúp quân nhân có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện truyền thống tương thân, tương ái và bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần giúp cho gia đình quân nhân dời bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều phần quà sinh hoạt trong gia đình nhằm tạo điều kiện cho gia đình quân nhân có cuộc sống ổn định. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và kế hoạch thực hiện tuyến đường qua trên địa bàn huyện, Liên đoàn Lao động huyện Tiểu Cần vừa tổ chức ra quân trồng cây xanh hướng đến xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp trên hương lộ 13 thuộc xã Tập Ngãi. Tham gia hoạt động này gần có 100 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh tham gia trồng gần 1.000 cây kim phượng dọc tuyến đường hương lộ 13. Đây là một trong những hoạt động hướng đến xây dựng tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, thay đổi diện mạo nông thôn, đồng thời tác động làm chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trong việc tham gia làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường, giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương. Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Tiểu Cần đã tổ chức ra quân tham gia trồng gần 26.800 cây xanh qua kiện các loại, phát quang hơn 455 km bụi rậm, dứt lục bình trên các tuyến kênh thủy lợi với chiều dài khoảng 63 km. Thu gom xử lý khoảng 16 tấn rác thải và hơn 560 kg vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật trên ruộng đồng. Hiện tại, huyện Tiểu Cần đã và đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động mọi người chung tay xây dựng cảnh quan môi trường, tiến tới xây dựng huyện Tiểu Cần đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4 và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh theo nghị quyết của tỉnh ủy đề ra. Thưa quý vị và các bạn, Kỳ nghỉ hồng là chiến dịch được tổ chức thường niên nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. Màu áo đỏ nhiệt huyết của các thanh niên trong kỳ nghỉ hồng đã mang lại nhiều giá trị thiết thực đến với cộng đồng thông qua những công trình phần việc đầy ý nghĩa. Qua đó đã phát huy tốt vai trò xung kích sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng là một trong 4 chiến dịch được triển khai trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2024. Được Ban Chỉ huy chiến dịch cấp tỉnh giao đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp làm đơn vị thường trực tổ chức thực hiện.
Chiến dịch năm nay có chủ đề Tuổi trẻ đoàn khối tiên phong trong chuyển đổi số, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đây chính là môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dạ, em cảm thấy rất là vui và cảm thấy mình được năng động và cũng như thông qua cái kỳ nghỉ học này em thấy là rèn luyện sức khỏe mình hơn và tiếp xúc được với các anh chị ở đây. Kỳ nghỉ học là có thể là cái một dịp để mọi người sum tụ với nhau và chung tay nhau đóng góp một phần nào đó cho người dân địa phương. Tổng kinh phí thực hiện các công trình phần việc thanh niên trong chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ học năm nay gần 1 tỷ đồng. Sau gần 2 tháng triển khai, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ học năm 2024 cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch chỉ tiêu đề ra. Tuổi trẻ đoàn khối đã thực hiện nhiều công trình thanh niên, ánh sáng vùng biên, xây dựng mới 2 cây cầu giao thông nông thôn, khởi công xây dựng và bàn giao 4 ngôi nhà tuổi trẻ, làm mới, nâng cấp, rải đá hơn 4 km đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, chiến dịch còn tổ chức thăm khám, phát thuốc miễn phí cho trên 1.600 người dân có hoàn cảnh khó khăn và triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trên 800 thanh thiếu nhi, tổ chức ra quân hưởng ứng xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch đẹp, triển khai mô hình nói không với túi ni lông khó phân hủy, gắn phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới. Hôm nay thì em tham gia là trồng cây khu vực là ấp Âu Trôm của xã Hữu Tử. Thì em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được đóng góp sức mình để mà góp phần tạo nên cảnh quan xanh sạch đẹp để mà đóng góp vào cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Hữu Tử. Mong muốn của em là kỳ nghỉ học sẽ được tiếp tục triển khai ở những năm sắp tới và sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn tại địa phương trên tỉnh mình để mà thanh niên có thể được đóng góp công sức của mình vào các hoạt động ý nghĩa của đoàn khối. Nhận xét về hiệu quả hoạt động của chiến dịch năm nay, anh Nguyễn Trọng Nhân, bí thư đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết. Thì chiến dịch cũng đã góp phần thay đổi một cái diện mạo của vùng quê, nhưng hơn hết thì chiến dịch cũng đã đáp ứng được cái nguyện vọng của đoàn viên thanh niên trong việc là khẳng định bản thân, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, sự nỗ lực, sự chung tay góp sức, qua đó cũng đã góp phần xây dựng quê hương tỉnh Trà Vinh ngày càng phát triển. Thì trong thời gian tới, tuổi trẻ đoàn khối cũng sẽ tiếp tục phát huy tốt các cái hoạt động phong trào của đoàn, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cái công tác chuyển đổi số của các hoạt động của đoàn. Bên cạnh đó thì sẽ tiếp tục thực hiện các cái hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng, hướng về người dân và đặc biệt là các cái địa phương ở vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn để cùng tham gia với các ngành thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, giúp cho tỉnh nhà ngày càng phát triển. Sắc đỏ tại kỳ nghỉ hồng chính là biểu tượng cho sự cống hiến, hy sinh và lòng yêu nước của thế hệ trẻ. Những năm qua, chiến dịch kỳ nghỉ hồng đã góp phần chung tay thực hiện chương trình an sinh xã hội cho người dân ở các địa phương còn khó khăn. Thanh niên tình nguyện không chỉ với tinh thần cống hiến mà còn là sự đoàn kết, tình yêu thương đối với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay người dân ấp Dòng Bàn, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải ở khu vực dọc theo sông Hậu đang gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở. Theo người dân ở đây, tình trạng sạt lở trong thời gian gần đây càng nghiêm trọng hơn, làm cho nhiều diện tích đất sản xuất của bà con bị trôi ra biển và đe dọa đến việc nuôi thủy sản. Do đó, người dân đang rất mong có giải pháp hạn chế tình trạng sạt lở hiện nay. Đây là hiện trạng đất bị sạt lở của anh Nguyễn Chi Thành ở ấp Dòng Bàn, xã Long Vĩnh. Chỉ còn khoảng 1 mét đất nữa là sẽ sạt lở đến ao đang nuôi thủy sản của anh. Anh Nguyễn Chi Thành cho biết dù vài tháng anh phải tự gia cố để chống sạt lở, nhưng cũng chẳng ăn thua. Khi mùa gió Nam đến là đất của anh sẽ bị sạt lở vô thêm khoảng 6 mét đất. Còn ông Lê Văn Ngoan cho biết trong 3 năm trở lại đây, gia đình ông mất khoảng 1 công rưỡi đất do bị sạt lở. Điều làm cho ông Ngoan đang rất lo lắng là tình trạng sạt lở hiện nay diễn ra ngày càng nghiêm trọng và đe dọa đến mười mấy công đất mà gia đình ông đang nuôi tôm. Đây cũng là nỗi lo lắng chung của nhiều hộ dân ở ấp Dòng Bàn.
Thì đó giờ là lỡ là mười mấy gần 20 con đất rồi đó. Tạm thời thì sóc cừ tấn bao đỡ vậy thôi chứ không có cái biện pháp nào nữa chứ. Cũng tạm thời nó đỡ được phần nào vậy thôi chứ nó kéo dài lâu thì không có được. Trong vòng tháng 1 là nó giật banh hết trơn rồi. Thì nói chung là nó sạt lỡ vậy bà con cũng lo lắng lắm. Vì nuôi trồng thủy sản rồi tàn lại dính nợ không. Thì nó lỡ tới rồi thì bà con ở đây cũng chịu bó tay. Mong muốn cấp trên rồi coi hỗ trợ rồi làm cái được cái bờ kè cho bà con rồi đừng có mất đất này kia vậy đó. Để nó lỡ rồi nó mất đất bà con hết rồi chết luôn. Đang nuôi mà sợ sóng lớn nhiều quá nước gông lên nó bể tràn vô là bỏ của hết. Bây giờ thì đây nuôi được 2-3 ao đây còn ao trên kia thì bỏ rồi. Không nuôi được. Nó bể sóng nó vô bể tràn bể hết rồi. Thì mong muốn thí dụ ủy ban tỉnh hoặc là của chính phủ gì đó tạo điều kiện làm cái cho cái đê kè ngoài biển cho nó bớt sạt lở một chút. Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở ở đây đã xảy ra từ lâu, nhưng những năm gần đây thì càng trầm trọng hơn, làm cho diện tích đất bị cuốn ra biển cũng ngày càng nhiều hơn và còn đe dọa đến việc nuôi trồng thủy sản của người dân. Hiện nay khu vực ấp Dòng Bàn dọc theo sông Hậu bị sạt lở với chiều dài gần 3 km. Dù nhiều hộ dân đã cố gắng tự gia cố, nhưng biện pháp này không mang lại hiệu quả. Do đó người dân đang rất lo lắng trước tình trạng này. Bây giờ quá trời luôn rồi, Dòng Bàn á hả, nó sạt lở đi tới nhà sụp nhà bên kia luôn. Rồi sạt lở mấy cái đìa đồ nuôi tôm gì không được hết trơn. Tình hình sản xuất của bà con bây giờ một ngày một yếu đi. Bây giờ kêu cô bé vô á thì nó cũng rút ra hết trơn. Quốc hội bữa hổm cũng trả lời là để xem xét lại, bây giờ cũng nhờ cấp trên hỗ trợ giùm làm vô bờ kè hoặc là cái gì đó bây giờ để vậy chứ bà con ngại sụp. Một số bà con người ta có điều kiện thì người ta gia công đỡ được, còn một số người ta không có điều kiện thì người ta buộc người ta phải bỏ luôn chứ sao giờ. Rất là nhiều, từ ở trên mà cái phà lên tới mà đồn phòng bỏ rất là nhiều, bỏ khoảng hơn con nữa đó. Cái này cần sự của nhà nước vô làm mới chịu nổi chứ. Người dân mình chắc làm chắc không nổi. Mong muốn là có một cái bờ kè cho bà con để yên tâm, để canh tác trên cái mảnh đất này. Theo chính quyền địa phương xã Long Vĩnh, hiện nay khu vực ấp Dòng Bàn còn khoảng 200 hectare đất sản xuất và đất ở của người dân đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở, gây ra nhiều khó khăn nguy hiểm cho đời sống và sản xuất của bà con. Trước thực trạng này, người dân địa phương đang rất cần sự vào cuộc và hỗ trợ của ngành chức năng để thực hiện các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, giúp cho người dân yên tâm sinh sống và lao động sản xuất.